Chiều ngày 1 tháng 4, cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao đã làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai về vụ việc anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi, quê Ninh Bình, tạm trú Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tử vong khi làm việc với công an huyện Long Thành, liên quan đến vụ án trước đó công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với đại úy Thái Thành Thương, cán bộ điều tra, phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Long Thành. Đại úy Thương là người trực tiếp làm việc với anh Vũ Minh Đức theo giấy báo tử của bệnh viện Trợ Giấy, thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân anh Đức tử vong là do hôn mê sau ngừng hô hấp tuần hoàn theo dõi tổn thương não sau ngừng tim, suy thận cấp, tổn thương thận cấp, suy gan cấp, tổn thương gan cấp, tổn thương phần mềm đùi phải trái. Trước đó, sáng ngày 22 tháng 3, anh Đức làm việc với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội theo giấy triệu tập vì có liên quan đến một sự việc gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện. Tuy nhiên đến chiều cùng ngày, anh Đức được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau đó anh được chuyển lên bệnh viện Trợ Giấy để điều trị. Theo gia đình nạn nhân, chiều cùng ngày, gia đình mới nhận được thông tin về việc anh Đức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đến khuya 22 tháng 3, anh Đức được bệnh viện trợ rẫy thông báo không quá khỏi. Đến ngày 23 tháng 3, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định trưng cầu viện pháp y quốc gia giám định nguyên nhân khiến anh Đức tử vong. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. <laughs>